Xin chào các bác sĩ, tôi là bác sĩ Lê Thanh Toàn ở khoa siêu âm thăm dò chức năng của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khám một ca siêu âm bụng tổng quát. Trước tiên, chúng ta phải mời bệnh nhân vào nằm ở tại giường của bệnh nhân. Xin mời bệnh nhân bước vào. Để bắt đầu khám một bệnh nhân khám siêu âm bụng tổng quát thì cũng như phần video trước tôi có giới thiệu, các bạn cần phải nhập bệnh nhân mới bao gồm ngày tháng năm, tên bệnh nhân và bác sĩ làm siêu âm. Đối với siêu âm bụng tổng quát thì thực ra như chúng ta đã biết hiện nay thì gần như là không phải chuẩn bị gì cả. Khi bệnh nhân vào nằm thì bệnh nhân sẽ được yêu cầu đưa hai tay lên cao, kéo cao phần áo để cho hở phần ngực và kéo thấp phần quần để hở hết cái phần bụng. Và trong phần hướng dẫn này chúng ta sẽ khám siêu âm bụng tổng quát cho một bệnh nhân nam. Thì khi mà khám siêu âm bụng thì cũng có những cái tác giả đưa ra các cái cách khám khác nhau và đưa ra rất nhiều các cái đường cắt khác nhau, hoặc là trong một số sách cũng viết. Nhưng mà ở phần này thì tôi sẽ trình bày tóm tắt siêu âm bụng ở tại một số vị trí. Bởi vì như chúng ta đã biết, khi mà chúng ta khám siêu âm, đặt đầu dò vào đâu thì đó là một đường cắt, và siêu âm bụng sẽ có N đường cắt, có nghĩa là có vô vàn đường cắt. Nhưng đối với các bác sĩ mới đi học thì sẽ rất là khó hình dung. Vì vậy nên các bạn cần phải ôn lại giải phẫu siêu âm bụng định khu, và khi khám siêu âm bụng thì chúng ta sẽ đi thành từng khu vực một. Việc khám siêu âm bụng thường sẽ được bắt đầu bởi ở vùng thượng vị. Cách khám siêu âm bụng thì người ta sẽ gọi là các đường cắt, và trong siêu âm bụng thì chúng ta hay sử dụng các đường cắt là cắt dọc và cắt ngang. Các bạn nhìn vào body mark thì chúng ta sẽ thấy đây là đường cắt dọc ở vùng thượng vị. Việc đầu tiên khi tiến hành khám, các bạn sẽ phải xác định xem mình đã khám đúng theo quy ước của quốc tế hay chưa. Theo quy ước quốc tế, khi khám trên đường cắt dọc thì chúng ta phải thấy được đầu nằm ở bên trái của màn hình. Đây là bên trái của màn hình. Và chân thì nằm ở bên phải của màn hình. Tuy nhiên là chúng ta làm siêu âm bụng, chúng ta sẽ không thấy được đầu và chân, và chúng ta chỉ thấy được tim và góc nhọn của gan. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tim đang đập ở bên trái màn hình và góc nhọn của gan là quay xuống dưới. Vậy như là theo quy ước quốc tế thì chúng ta đã cầm đầu dò đúng. Trong một số trường hợp, các bạn khi đặt vào khám siêu âm, chúng ta sẽ đặt đầu dò như thế này. Và theo quy ước quốc tế thì chúng ta đã cắt sai, hay nói cách khác là cắt ngược. Bởi vì mũi nhọn của gan hay là góc của gan không phải quay về bên phải của màn hình mà lại quay về bên trái màn hình, và tim thì đang đập ở phía bên phải của màn hình. Để giải quyết cái sai sót này, chúng ta có rất nhiều cách. Ở đây tôi chỉ một cách đơn giản nhất là các bạn hãy quay đầu dò ngược 180 độ. Khi chúng ta quay 180 độ thì tim đang từ bên phải của màn hình sẽ lộn ngược lên bên trái, và ngược lại góc nhọn của gan quay xuống dưới. Và như vậy thì là chúng ta đã khám, cầm đầu dò, sử dụng đầu dò theo đúng quy ước quốc tế. Ở đây chúng ta khám ở vùng thượng vị thì như tôi đã nhắc ở phần trước, các bạn cần phải ôn tập lại giải phẫu. Ở vùng thượng vị chúng ta có rất nhiều tạng cần phải quan sát. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy đây là gan trái. Đây là gan trái, hình ảnh của gan trái. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng ở trên siêu âm sẽ là một cấu trúc hình ống, ở trong lòng là echo trống. Đối với các bạn sử dụng máy siêu âm màu, chúng ta có thể bật chế độ siêu âm màu để thấy được động mạch chủ bụng mắt màu.
Động mạch chủ bụng sẽ chia ra làm hai nhánh và phục vụ rất nhiều cho việc khám và định khu siêu âm sau này. Đó là động mạch mạch treo dành trên và động mạch thân tạng. Ở trên bệnh nhân này chúng ta sẽ nhìn thấy động mạch mạch treo dành trên là xuất phát từ đây và động mạch thân tạng là xuất phát từ đây. Trong quá trình khám ở vùng thượng vị, chúng ta có thể xê dịch đầu gò đi lên để thấy rõ hơn về phần tim. Các bạn sẽ nhìn thấy tim đang đập ở đây và ở bên trái của màn hình. Chúng ta cũng có thể di chuyển đầu gò xuống dưới, qua bên phải, qua bên trái. Có nghĩa là chúng ta không cứng nhắc duy trì vị trí đầu gò ở một điểm, ở một vị trí mà liên tục thay đổi để thấy được các tạng rõ hơn. Phần tiếp theo và một tạng rất là quan trọng mà chúng ta cũng quan sát được ở trên đường cắt này, đó chính là tụy. Ở phía trước của tụy chúng ta sẽ thấy có một cấu trúc có rất nhiều hơi, đó chính là dạ dày. Ở trên đường cắt này chúng ta cần phải đánh giá một số các cái điểm như sau. Thứ nhất là bờ gan và thứ hai là góc gan đối với gan trái. Thông thường thì với cái đường cắt này chúng ta sẽ thấy đây là hình ảnh của bờ gan. Và thứ hai là giữa bờ trên và bờ dưới của gan sẽ tạo ra một góc nhọn và đây là góc của gan. Thì bình thường trong siêu âm đối với những bệnh nhân gan không có bệnh, người ta sẽ thường mô tả là gan có bờ đều và góc nhọn. Để trường hợp này chúng ta cũng thấy được gan có bờ đều và góc nhọn. Tiếp theo là phần của dạ dày. Thì dạ dày là một cấu trúc tạng rỗng, có chứa ở trong lòng là có dịch, có khí. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ý là eco dày, có móng lưng lơ. Khi chúng ta phóng lớn lên thì chúng ta mới thấy được rõ cái vách của dạ dày. Và vách của dạ dày thì thông thường là nhỏ hơn 5 mm và có 3 lớp, bao gồm 3 lớp eco dày và xen giữa là 2 lớp eco trống. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi đo cái vách của dạ dày có 2 lớp eco trống nằm ở trong và 3 lớp eco dày nằm xen kẽ. À, như vậy thì cái vách dạ dày của bệnh nhân này là vào tầm khoảng 0,4 cm hay còn gọi là 4 mm thì cũng là bình thường. Ở phía sau của dạ dày là hình ảnh của tụy. Ở trên đường này người ta gọi là đường cắt lọc, và chúng ta sẽ thấy được cái phần tụy nằm ở sau dạ dày. Sau khi khám xong như vậy thì các anh chị có thể chuyển sang đường cắt ngang ở vùng thượng vị. Với đường cắt ngang ở thượng vị thì chúng ta cũng tiếp tục quan sát phần chính là phần gan trái. Và ở đây có một cấu trúc rất quan trọng chúng ta cần phải đánh giá và quan sát cho tốt. Đó là tĩnh mạch cửa trái. Tĩnh mạch cửa trái khi đi vào gan trái sẽ chia ra thành 3 nhánh. Và ở đây chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một cái chữ H. Và nhánh ở phân kỳ 1 thì không có nhánh riêng. Vì hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể là hình ảnh 3 chiều, chúng ta đang tiến hành siêu âm như vậy, người ta gọi là siêu âm pivot hay là 2 chiều. Cho nên là cùng một mặt cắt có thể chúng ta sẽ không thấy rõ được hình ảnh của ba nhánh phân kỳ 2, phân kỳ 3, phân kỳ 4 của tĩnh mạch cửa trái. Vì vậy chúng ta cần phải dịch chuyển đầu dò theo các góc khác nhau để quan sát tốt hơn. Bình thường thì tĩnh mạch cửa trái sẽ có hình dạng ống và trong lòng chứa máu, cho nên chúng ta sẽ thấy nó là eco trống.
Sau khi quan sát được tĩnh mạch cửa trái rồi, chúng ta có thể tiếp tục cần quan sát các cái tạng tiếp theo. Khi dịch chuyển đầu dò xuống dưới, chúng ta sẽ quan sát được tụy. Ở trên siêu âm, chúng ta thấy tụy sẽ là một cấu trúc hình chữ C úp ngược xuống cột sống. Và đây là hình ảnh của đầu tụy. Đây là hình ảnh của thân tụy và đuôi tụy. Ở phía sau của tụy, chúng ta sẽ thấy có một cấu trúc mạch máu. Đó chính là tĩnh mạch lách. Sau khi hợp lưu với tĩnh mạch mạc treo tràng trên thì tĩnh mạch lách sẽ là cùng với tĩnh mạch mạc treo tràng trên tạo lên hình ảnh tĩnh mạch cửa. Ở trên cùng mặt cắt, chúng ta cũng có thể là rất là khó khăn khi mà quan sát được toàn bộ cái tụy, nên là rất là khó. Và vì vậy các anh chị cần phải cắt theo nhiều hướng, theo nhiều mặt cắt khác nhau để quan sát hết được hình ảnh của tụy. Đây là chúng ta quan sát được thấy rất rõ hình ảnh của đuôi tụy. Đuôi tụy nằm ở phía trước của cái tĩnh mạch lách. Nhưng trên đường cắt này thì có thể chúng ta sẽ không thấy rõ được đầu tụy. Vì vậy, chúng ta cần phải nghiêng đầu dò điều chỉnh để cho thấy được rõ hơn hình ảnh của đầu tụy. Ngoài ra thì để khám tốt hơn, bộc lộ tốt hơn các tạng, thì chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân hít vào và thở ra. Khi hít vào thở ra, vòng hành di chuyển có thể sẽ đẩy các cái cấu trúc như là gan hoặc là dạ dày lên trên xuống dưới, thì giúp chúng ta quan sát rõ hơn. Em hít vô đây, hít vô phình bụng vô đấy. Rồi đúng rồi, nín thở. Thì với cái hình ảnh này chúng ta có thể thấy rõ hơn được cái phần đầu tụy. Sau khi từ đường cắt dọc, chúng ta chuyển sang đường cắt ngang ở vùng gan trái. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đường cắt dưới bờ sườn bên phải. Đây là cái hình ảnh body mark. Thì với cái đường cắt dưới bờ sườn bên phải thì mục tiêu của chúng ta hiện nay bây giờ sẽ là quan sát phần gan phải là chính. Gan sẽ có 3 cái tĩnh mạch gan đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Với đường cắt dưới bờ sườn phải, chúng ta sẽ quan sát thấy tĩnh mạch chủ dưới và 3 tĩnh mạch gan đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Việc phân chia gan phải và gan trái thì có nhiều mốc. Có một số tác giả sẽ sử dụng cái mốc là tĩnh mạch gan trung gian, là cái đường này, để chia gan làm hai phần, một phần là gan phải và một phần là gan trái. Một cách phân chia nữa, người ta dựa vào một cái đường mốc gọi là đường nối giữa giường túi mật và tĩnh mạch chủ dưới. Thì để thấy rõ được túi mật thì chúng ta cần phải dịch chuyển đầu dò, đồng thời yêu cầu bệnh nhân có thể là hít vào hoặc là thở ra. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy đây là tĩnh mạch chủ dưới và bệnh nhân hít hơi vào và nín thở một chút. Em hít hơi nhiều vào đây, hít hơi nhiều phình bụng luôn. Với đường cắt dưới bờ sườn phải, chúng ta cũng có thể quan sát được rất rõ hình ảnh của túi mật. Và với cái hình ảnh của túi mật thì có chứa dịch mật. Và như các bạn đã biết thì các cái cấu trúc mà có chứa dịch thì nó sẽ có cấu trúc là trên siêu âm nó sẽ có hình ảnh là echo trống. Thì đây là hình ảnh túi mật. Tuy nhiên, để thấy rõ có hình ảnh túi mật ấy, thì bệnh nhân cũng cần phải hít vào, thở ra, đồng thời nín thở thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn.
em hít vô một chút đi. Đấy. Và bệnh nhân này thì hết sức là vô tình, các anh chị sẽ thấy ở vách của túi mật có một cái cấu trúc echo dày cố định, thì đây sẽ là một trường hợp có polyp túi mật. Còn thông thường thì vách túi mật chúng ta sẽ thấy là một đường echo dày sáng và mảnh. Ở trong lòng túi mật là chứa dịch mật thì sẽ là echo trống. Và như nãy tôi có nói, khi chúng ta nối cái túi mật và tĩnh mạch chủ dưới thì những cái tổn thương và phát hiện ở bên này thì chúng ta gọi là tổn thương ở bên phải của gan. Tiếp tục ở phần đường cắt dưới bờ sườn phải thì chúng ta còn có thể quan sát được cái vòng hoành. Đây là hình ảnh vòng hoành echo dày sáng. Và như vậy thì ở dưới vòng hoành là gan và trên vòng hoành sẽ là phổi và màng phổi. Sau khi quan sát ở đường cắt dưới bờ sườn, chúng ta sẽ chuyển sang đường cắt liên sườn. Liên sườn thì từ trên cao cho xuống thấp, thì ở trên cao các bạn sẽ quan sát được phổi, màng phổi và vòng hoành. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là phổi có chứa rất nhiều hơi, hay gọi là khí, và khí thì có echo dày và bóng lưng dơ. Khi bệnh nhân hít vào thở ra thì vòng hoành di chuyển, và chúng ta sẽ quan sát được hình ảnh đây là vòng hoành phải echo dày. Trên đường cắt liên sườn, khi mà chúng ta dịch chuyển từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ quan sát được gan. Tiếp tục dịch chuyển xuống dưới, chúng ta sẽ quan sát được giữa gan và thận phải. Thì khi chúng ta quan sát ở đây, chúng ta cần chú ý đánh giá độ echo của gan và so sánh với lại echo của thận. Thông thường ở một người bình thường thì phần gan sẽ có echo lớn hơn phần nhu mô của thận và thấp hơn phần phản âm trung tâm của thận. Ở đây chúng ta sẽ thấy gan là phần này và đây là nhu mô của thận. Và đây chính là phần phản âm trung tâm của thận. Giữa gan và thận bên phải sẽ là khoảng Morrison, đây là khoang ảo Morrison. Ở những người bình thường thì ở khoang này sẽ không có dịch. Đây cũng là một vị trí rất là quan trọng để chúng ta khám và tìm kiếm dịch ở bụng của bệnh nhân. Với đường cắt liên sườn, khi chúng ta có thể dịch chuyển lên phần đường lách giữa và đường lách trước thì chúng ta sẽ quan sát được phần rốn gan và túi mật. Ở đây chúng ta sẽ quan sát được hình ảnh của túi mật. Và như đã trình bày ở phần trước, một túi mật bình thường sẽ chứa dịch mật là echo trống và túi mật có vách là echo dày. Kích thước thường là khoảng 2 mm. Ở bệnh nhân này chúng ta thấy vách có một cấu trúc echo dày cố định và đo được kích thước khoảng 6 mm. Và như vậy thì ở bệnh nhân này cái chẩn đoán gợi ý sẽ là một cái polyp túi mật. Bởi vì với các đường cắt khác nhau quan sát từ trước đến giờ, chúng ta thấy cái tổn thương này là cố định. Và trong tình huống này thì cái chẩn đoán có độ tin cậy cao nhất sẽ là polyp túi mật. Với đường cắt liên sườn như vậy, chúng ta sẽ quan sát được rốn gan với hình ảnh của tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa echo trũng là echo trống, và phía trước của tĩnh mạch cửa là ống mật chủ. Ở bệnh nhân bình thường thì chúng ta có thể không quan sát thấy được ống mật chủ, hoặc là nếu mà quan sát được thì ống mật chủ cũng sẽ là có kích thước
đường kính kích thước là dưới 10mm là bình thường. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy được mờ mờ cái hình ảnh của ống hút chủ, và nếu đo thì có kích thước ở khoảng 4mm. Ở với đường cắt liên sườn bên phải như vậy, nếu chúng ta dịch chuyển xuống rốn thì chúng ta sẽ gọi là đường cắt vai phải rốn. Ở đường cắt vai phải rốn giúp chúng ta bộc lộ rõ vùng rốn gan và quan sát được tĩnh mạch cửa và ống hút chủ nhiều hơn. Để biết chắc đây là cấu trúc mạch máu hay cụ thể là tĩnh mạch cửa thì với những máy siêu âm màu, chúng ta nên bật chế độ có màu thì chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc mà chúng ta gọi là tĩnh mạch cửa nó sẽ bắt màu. Thì nếu như quan sát thì ở bên này sẽ là tĩnh mạch cửa và cấu trúc này hình có màu, nó sẽ bắt màu và chúng ta sẽ thấy đây là tĩnh mạch cửa. Ngoài ra với đường cắt này, khi mà dịch chuyển thì chúng ta cũng có thể quan sát được một phần của tĩnh mạch chủ dưới. Đây là hình ảnh của tĩnh mạch chủ dưới. Khi chúng ta cắt ở đường cắt liên sườn thì cũng như ở các đường cắt khác, chúng ta thay đổi khóc quét thì chúng ta sẽ lại có những cái hình ảnh khác, nhưng vẫn là quan sát ở cái vùng của hạ sườn phải. Trên đường cắt này chúng ta sẽ quan sát được thận, gan, và đây là hình ảnh của thận. Ở phía cực trên của thận phải sẽ là vị trí của tuyến thượng thận. Đây là vùng của vị trí thượng thận. Bình thường tuyến thượng thận chỉ là một cái giải cái côi dày, và nó trong một số trường hợp có bệnh lý thì chúng ta có thể quan sát được, và thông thường chúng ta hay gặp đó là u tuyến thượng thận. Sau khi khám ở đường cắt liên sườn bên phải thì chúng ta có thể tiến hành cắt ở đường cắt liên sườn bên trái. Với đường cắt ở liên sườn bên trái cũng với cái thứ tự từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ quan sát được phổi, màng phổi, và ở bên trái thì chúng ta sẽ thấy đây là vòm hoành. Lúc dưới vòm hoành chúng ta sẽ quan sát được đây là lách. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với lách là chúng ta cần phải xác định được kích thước để trả lời lách to hay là không to. Thì thực ra có rất nhiều các cái cách đo lách khác nhau. Ở phần này thì tôi trình bày cái cách đo theo chiều cao, tức là chiều từ cực trên đến cực dưới, với con số đo được là 102mm thì lách này không to. Theo cách đo này, khi lách đo được trên 120mm thì được gọi là lách to. Cách thứ hai là người ta có thể đo từ rốn lách. Rốn lách đo đến phần cực dưới và rốn lách đo đến cái phần và quan sát được ở dưới vòng hoành. Hai kích thước này được gọi là A và B. Với đơn vị là cm, khi nhân A và B có kích thước nhỏ hơn 20cm vuông thì được gọi là lách bình thường. Nếu kích thước đo được A và B nhân lên có diện tích trên 20cm vuông thì được gọi là lách to. Ngay phía dưới của lách chúng ta sẽ quan sát được thận bên trái.
Đây là hình ảnh thận trái bình thường, là vùng eco dày này chính là phản ứng trung tâm, vùng eco kém ở xung quanh là nhu mô. Ở trong vùng nhu mô chúng ta sẽ thấy có những cái vùng eco kém hơn nữa, đó là vùng tủy, và xung quanh các vùng eco dày hơn một chút, đây chính là vùng vỏ. Và ở phía cực trên của thận trái sẽ là vùng tuyến thượng thận bên trái. Các bạn có thể quan sát lại. Khi khám cho bệnh nhân, chúng ta cần so sánh gan và lách. Ở hai đường cắt yên sườn, chúng ta sẽ quan sát được gan và lách. Khi so sánh gan và lách, chúng ta đánh giá cái cấu trúc của gan và cấu trúc của lách. Và một trong những cái câu mà các anh chị rất hay gặp ở trong lâm sàng, đó là gan có thô hay không thô, thì chính là so sánh với lách. Ở những người bình thường thì gan không thô và có cái độ hồi âm, có cái độ echo, thì nhìn so sánh giữa gan và lách chúng ta sẽ thấy có cái độ mịn nó tương đương. Sau khi khám hai đường cắt liên sườn phải và trái rồi, chúng ta có thể tiến hành một đường cắt gọi là cắt dọc và ngang, kéo dài từ thượng vị cho đến hạ vị. Trên đường cắt này lần lượt chúng ta sẽ quan sát được một số các cái cấu trúc quan trọng, trong đó có hình ảnh của tụy. Tiếp tục di chuyển từ trên xuống dưới, ở đây chúng ta hãy lưu ý đến động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng là cấu trúc eco trống và các bạn sẽ thấy đập theo nhịp tim. Ở sau của động mạch chủ bụng chúng ta sẽ thấy hình ảnh của cột sống. Khi di chuyển từ trên xuống dưới thì đến đây chúng ta sẽ thấy hình ảnh động mạch chủ bụng tách ra làm hai nhánh để trở thành hai động mạch trọng, là trọng phải và trọng trái. Tiếp tục di chuyển từ trên xuống dưới, đến đây chúng ta sẽ tiếp tục quan sát được ở vùng hạ vị. Ở vùng hạ vị đối với bệnh nhân nam thì chúng ta sẽ quan sát được bàng quang và tiền liệt tuyến. Đằng sau tiền liệt tuyến sẽ là trực tràng. Đây là hình ảnh bàng quang, là một cấu trúc eco trống vì bàng quang có chứa nước tiểu. Thứ hai là vách bàng quang sẽ là eco dày, và hình dạng của bàng quang thì thường là được mô tả là hình hộp. Tùy theo lượng nước tiểu của bệnh nhân nhiều hay ít và kích thước của bàng quang có sự thay đổi. Phía sau bàng quang của bệnh nhân này chúng ta sẽ quan sát thấy đây là hình ảnh của tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến cần được đánh giá ở cả hai mặt cắt, đó là mặt cắt ngang và mặt cắt lọc. Đây là mặt cắt lọc. Đối với siêu âm qua cả bụng thì một nhiệm vụ quan trọng khi siêu âm tiền liệt tuyến là chúng ta cần phải đánh giá thể tích. Với hai đường cắt ngang và dọc thì chúng ta có thể đo được thể tích của tiền liệt tuyến. Khi chúng ta bật chế độ đo lên và chọn nút đo thể tích thì chúng ta cũng sẽ có đo ba chiều, là chiều trước sau, phải trái và trên dưới, thì máy tính sẽ tự động tính cho chúng ta thể tích. Thể tích của bệnh nhân này là 25,6 mm, là gọi là bình thường.
khi đo thể tích lớn hơn hoặc bằng 30 ml thì sẽ được gọi là tiền liệt tuyến to. Để có nhiều thông tin hơn về tiền liệt tuyến thì chúng ta phải triển khai siêu âm tiền liệt tuyến qua ngả trực tràng. Đây là một phần rất là khó, và có thể trong một dịp khác tôi sẽ giới thiệu trên một cái clip khác để cho các bạn cùng tham khảo. Và hôm nay chúng ta trong mục tiêu là khám siêu âm tổng quát thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Sau khi quan sát ở vùng hạ vị thì chúng ta cần phải quan sát thêm ở vùng hố chậu phải và hố chậu trái. Tại vị trí ở vùng hố chậu phải, chúng ta sẽ quan sát được hình ảnh xương chậu là một cái echo dày và có bóng lưng nằm ở phía đằng sau. Phía trước của vùng xương chậu này, chúng ta sẽ thấy được khối cơ. Cơ này được gọi là cơ sắp phải. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được bó mạch chậu. Để thấy rõ hơn về bó mạch chậu, chúng ta có thể sử dụng siêu âm màu để thấy được hình ảnh mạch máu lắp màu. Đối với những bệnh nhân đau hố chậu phải hoặc là nghi ngờ có viêm ruột thừa thì việc khám vùng hố chậu phải này rất là quan trọng. Và các cái mốc mà chúng ta cần phải để ý đó là cơ sót và động mạch chậu. Ở phần siêu âm tìm kiếm viêm ruột thừa thì người ta hướng dẫn các bạn sẽ là đi tìm hình ảnh ruột thừa nằm ở trước của cơ sót và nằm ở phía ngoài của bó mạch chậu. Sau khi khám ở vùng hố chậu phải thì chúng ta chuyển tiếp đến khám ở vùng hố chậu trái. Thì cũng tương tự như ở hố chậu phải, ở vùng hố chậu trái chúng ta cũng quan sát thấy được xương chậu ở bên trái, cơ sót và bó mạch của chậu trái. Việc siêu âm đối với những tạng, những bộ phận có tính chất tối xứng thì yêu cầu chúng ta cần phải làm cả hai bên để so sánh. Chúng ta có thể so sánh ở hố chậu phải và hố chậu trái để phát hiện những cái bất thường, những cái thay đổi, tìm kiếm các cái triệu chứng để giúp chúng ta chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Ngoài tư thế nằm ngửa thì trong rất nhiều tình huống chúng ta cần phải cho bệnh nhân nằm nghiêng, có thể nghiêng phải hoặc là nghiêng trái. Đối với bệnh nhân này trên đường cắt dưới bờ sườn, chúng ta thấy có hình ảnh polyp ở trong túi mật. Nhưng có biết chắc là polyp hay không? Chúng ta phải chứng minh được một điều: polyp thì sẽ không có sự di chuyển, còn nếu sỏi thì sẽ có sự di chuyển. Vậy thì đây chính là lúc chúng ta cần phải sử dụng tư thế nằm nghiêng. Khi bệnh nhân nằm qua nghiêng qua bên trái, vẫn tiếp tục khám ở dưới bờ sườn phải, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của cái khối tổn thương echo dày cố định ở vách túi mật và không có di chuyển. Thì lúc này chúng ta mới có thể chắc chắn gần như là 100% là polyp túi mật. À, giả định nếu như cái khối này nó có thể di chuyển được thì có lẽ lúc đó chúng ta nên chọn cái câu chẩn đoán là sỏi túi mật. Và cái sỏi này cũng là đang ở trong quá trình hình thành cho nên nó sẽ không có bóng lưng sạch.
Việc thay đổi tư thế bệnh nhân nằm nghiêng phải hoặc nghiêng trái, hoặc hít vào hoặc thở ra sẽ giúp cho chúng ta quan sát được nhiều hơn, rõ hơn các cái tạng ở trong cơ thể và giúp cho chúng ta tìm kiếm được các cái tổn thương nếu có và đánh giá được các cái tổn thương một cách chính xác. Như tôi đã trình bày ở trên, với đường cắt liên sườn phải và liên sườn trái, chúng ta cũng có thể quan sát được thận. Tuy nhiên, để đánh giá được thận tốt hơn, thì thông thường chúng ta sẽ mời bệnh nhân nằm sấp. Khi bệnh nhân nằm sấp, chúng ta cũng quan sát ở bên phải và bên trái của cột sống để đánh giá về thận. Thì đây là hình ảnh của thận bên phải. Đây là hình ảnh của thận bên trái. Vì bệnh nhân có hai thận, cho nên chúng ta khám và phải so sánh giữa hai thận với nhau để tìm kiếm các cái bất thường. Hình ảnh thận bình thường, chúng ta sẽ thấy là một cấu trúc có hình hạt đậu. Ở xung quanh là một vùng echo kém hơn, được gọi là phần nhu mô. Ở phần lõi ở giữa chúng ta sẽ thấy có cái echo dày hơn. Đây chính là phần phản âm trung tâm. Ở trong vùng vỏ và tủy nó sẽ nằm ở phần dung mô. Và phần vỏ thì có echo dày hơn. Và đây là phần tủy. Nên trong các cái trường hợp bệnh lý chúng ta cứ mô tả là giới hạn vỏ tủy rõ hay không rõ thì chúng ta cần phải quan sát ở phần này. Kích thước thông thường của thận trung bình thì đa số các tác giả đều thống nhất là nó khoảng 45 nhân với khoảng 95 mm. Việc đo kích thước thận hoặc là kích thước các cái tạng ở trong cơ thể nói chung là có tính chất hết sức là tương đối, bởi vì các tạng trong cơ thể luôn luôn là hình ảnh ba chiều, và khi mà chúng ta khám, siêu âm của chúng ta đang thực hiện là hai chiều, cho nên là chúng ta khám các cái kích thước đo được có thể chỉ diễn tả gần đúng được cái kích thước của tạng mà không diễn tả chính xác được, bởi vì từ hình ảnh ba chiều chúng ta đã chuyển thành hình ảnh hai chiều. Đối với thận thì chúng ta cần phải quan sát hình ảnh của rốn thận. Rốn thận là nơi động mạch và tĩnh mạch thận đi vào và đi ra. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy các cái cấu trúc dạng ống. Chúng ta không quan sát được niệu quản. Chỉ khi nào niệu quản giãn thì chúng ta mới thấy. Và khi bỏ bầu vào đây thì các bạn sẽ thấy được hình ảnh của động mạch và tĩnh mạch thận. Thì ngoài đường cắt dọc thì chúng ta cũng phải áp dụng các cái đường cắt ngang qua thận. Việc sử dụng các đường cắt ngang, chúng ta sẽ có thể tiến hành là kéo một đường từ trên xuống dưới để tránh bỏ sót các cái tổn thương ở thận. Thì tôi thực hiện lại một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đi từ cực trên của thận
Và từ từ chúng ta sẽ đi xuống đến cực dưới của thận. Chúng ta sẽ quan sát được hết để tránh cái tổn thương của thận mà chúng ta bị bỏ sót. Đối với bệnh nhân nữ thì khi siêu âm ở phần hạ vị, các bạn sẽ coi được tử cung, phần phụ, bằng quang. Đây là bệnh nhân nữ thì chúng ta sẽ thấy là đầu lò đang siêu âm ở vùng hạ vị. Và trên cái hình này các bạn sẽ thấy đây là body bag và đầu lò đang ở đường cắt ngang. Chúng ta sẽ thấy được hình ảnh bàng quang, hình hộp, vách mỏng và echo dày. Có chứa echo trống, đó chính là nước tiểu. Trên đường cắt ngang này thì chúng ta xoay đầu dò với các góc khác nhau, chúng ta sẽ quan sát được tử cung. Đây là tử cung và đây là nội mạc. Ở đằng sau tử cung sẽ là túi cùng và các bạn sẽ thấy có một ít dịch ở trong túi cùng Dukla. Đối với bệnh nhân nữ trẻ tuổi còn đang ở tuổi có kinh thì việc có một ít dịch ở trong túi cùng Dukla cũng là bình thường. Cho nên thông thường trong cái kết luận của siêu âm người ta không có đề cập đến cái phần này. Ngoài tử cung ra thì chúng ta có thể quan sát được hai phần phụ, tức là vòi trứng và buồng trứng nằm ở hai bên. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng quan sát được, bởi vì nó còn tùy thuộc vào giai đoạn kinh nguyệt của bệnh nhân. Như ở bên nhân này thì với cái lượng nước tiểu phù hợp và với cái khoảng thời gian phù hợp thì chúng ta có thể quan sát được hai buồng trứng nằm ở hai bên. Ngoài ra trên đường cắt hạ vị này chúng ta còn phải quan sát được một phần của trực tràng. Thì trực tràng sẽ là ống tiêu hóa và các bạn sẽ thấy là chứa đầy hơi nằm ở phía đằng sau. Thì ngoài cắt ngang chúng ta cũng còn phải tiến hành cắt dọc, và trên đường cắt dọc thì chúng ta sẽ quan sát được cái tử cung nằm như thế này. Và trên các cái đo đạc về tử cung thì các bạn chú ý là phải đo đạc ở trên đường cắt dọc. Khi mà thấy rõ được nội mạc thì chúng ta đo kích thước của tử cung, đo từ phía trước ra sau và được gọi là đường kính DAP. Thì đây là cái hình tôi đo kích thước của tử cung của bệnh nhân này. Và trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy đây là bàng quang và đây là một chút xíu dịch nằm ở trong vùng tử cung, và đằng sau này chính là trực tràng, nó chứa hơi và vách rất là mỏng. Thì điều đó chứng tỏ là vách trực tràng là bình thường. Thì quá trình khám ở vùng hạ vị của bệnh nhân nữ thì đến đây là kết thúc. Phần trình bày về khám siêu âm bụng tổng quát cho bệnh nhân của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã tham gia và theo dõi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.